Rồi lại tiếp tục cuốn video mới. Ngày mới chúc quý vị ăn lành sức khỏe. Hôm nay sẽ review cho quý vị xem có một tác phẩm mini siêu đẹp. Và cũng lại đến vườn cây đẹp đó quý vị. Trước màn hình quý vị xem một cái gốc sứ. Gốc sứ hồ lô đó quý vị. Xem nó cũng rất là đẹp. Mùa này nó cũng không có bông. Hồ lô rất to, cũng khá là đẹp quý vị. Khéo. Rồi để đi đến một cái tác phẩm mini siêu đẹp, quý vị cùng chiêm ngưỡng. Trước hết tổng quan vườn cây đẹp cho quý vị xem. Đấy, rất là tuyệt vời. Đây quý vị, đây là một cây sam trái mini nhỏ gọn, rất tuyệt vời phải không quý vị, trên một cái chiếc chậu, quá đẹp. Và trang trí thêm một cái chiếc đôn rất là bắt mắt. Cái tác phẩm sam trái này nó có một cái thế dáng rất là độc đáo. Trái rất là nhiều luôn quý vị. Trái đơm đầy cả cây. Chi tiết cho quý vị xem cái thế dáng của nó cũng rất là lạ. Đây nó như một cái chiếc cổng, một cái quay sách đó quý vị. Đây dòm cái bóng của bên này. Mini nhưng mà cây rất là già. Đấy là dưới phần gốc. Và cái thân nó cho một cái độ cong lên trên, nó độ quằn cuối trở xuống. Thế này cũng rất là lạ đó quý vị. Quý vị xem thử mình có thể đặt cho nó một cái dáng gì theo như mình cũng đặt cho vui, ở là mình cho nó là cái dáng lưng trời mặt đất đi quý vị. Nghe khá là hấp dẫn, giống như một người nông dân làm ruộng đó quý vị. Lưng bán cho trời, mặt bán cho đất, nó thành lại một cái chiếc cổng đó quý vị, như ẩn một cái chiếc lưng đi lên. Nghe cũng vui vui.
trái rất là nhiều, đặc cây. Và trái này nó cũng có thể là cầm đến mùa xuân luôn quý vị, đến Tết vẫn kịp. Bởi vì trái này nó rất là non này. Ở bên này quý vị coi cái cốt của nó uốn lượn, nó cong. Nó như một con người đang khòm cái lưng xuống đó quý vị. Đang cấy lúa, cấy mạ. Rất là tuyệt vời. Cũng hay hay. Tầm mini. Tính từ chậu lên chắc tầm 2 gang tay rồi quý vị. Cái chiều cao á. Dòng sam á thì sam trái nó rất thích, nhìn nó bắt mắt. Nhất là lúc nó cho trái rất là nhiều. Và trái nó chuyển thể thành ba màu, tức là ba lứa đó quý vị. Từ cái trái non nó màu xanh lên một cái trái già, nó là nó ngã ra một cái màu hơi đỏ, và nó lại là trái chín, nó ba màu sắc, nhìn nó rất là thu hút đó quý vị. Quý vị xem cái phần cốt bên này, đây nó có một cái độ cong người, đổ xuống. Vàng tay nó cũng rất đều, rất là mịn đó quý vị. Thế này nó cũng rất là đơn, nhưng mà hầu như là chắc nó là cũng là lạ đó quý vị. Ít có nghệ nhân nào cho một cái thế cây như vậy, nên nó nhìn nó cũng rất là khác biệt. Tứ hướng mình cũng có thể xem nhiều hướng, và mỗi hướng nó đều khác nhau, bởi vì nó bị dặn đó quý vị. Nó cốt cong, cốt đổ chứ, nhưng mà nó cũng lọt chứ không thẳng, nên mình có thể nhìn các hướng đều đẹp đó quý vị. Xem cốt cũng rất là già, vàng tay cũng rất là mập, tức là cây tuổi cũng cao đó quý vị. Cao, rễ nó đổ hai bên, nó trải dài hai bên, nên trang trí cho một cái chiếc chậu này là nó khá phù hợp. Nó rất là đẹp. Chậu và cây rất là bắt mắt. Đó, quý vị xem cả cái chậu và cây, hết cái bóng của nó rất là đẹp. Cái này trang trí trong nhà, có một cái không gian và để cho cái bàn uống nước đó quý vị. Được chiêm ngưỡng, nhìn ngắm, thú vị. Nãy giờ đi 3-4 hướng mà thấy hướng nào nó cũng đẹp hết quý vị. Đây, cái hướng còng lưng này nó phơi ra một cái dàn tây và cái dàn xương cốt cũng rất là đẹp. Đây, cái phần bên này nó có một số trái mà nó già đó quý vị. Đó, nó chuyển màu đỏ đỏ đó quý vị xem, nó rất là đẹp. Và nó chưa có trái chín, nó chỉ có trái non và trái già. Rồi lần lượt nó sẽ cho những cái trái chín lên, là tức là nhìn nó ba màu sắc. Quý vị xem trái dày luôn. Trái này rất là to nha quý vị. Có nhiều cái video trước á,
có nhiều cây là trái nó cũng nhỏ, nhưng mà riêng về cái cây này là trái nó rất là lớn. Trái to lắm quý vị. Lấy cái bóng bên này cho quý vị xem. Lấy cái bóng bên này cũng là rất là đẹp. Nó sẽ lộ ra một cái dòng cong đó quý vị. Rồi chi tiết nãy giờ rồi cũng tạm dừng cuốn video này, hẹn lại quý vị cuốn video tiếp theo. Ngày mới cũng chúc quý vị được nhiều sức khỏe, và nếu yêu mến kênh Thanh Phú hãy ủng hộ bằng cách nhấn nút đăng ký nha quý vị. Rồi hẹn quý vị lại video tiếp theo. Rồi xin chào.